Ông ấy thế là chuyện xong. Trong quá trình tôi chuẩn bị xong thì nó thành một cái thời gian cho các bạn đọc thơ, lời hát. Và chỉ nhớ tôi là 12 năm tròn đến ngày nào ra đi ngày nào đi. Và tôi là bạn bè cũng còn. Và học sinh của tôi là lãnh đạo đấy, chủ tịch thôn đại cùng các bạn đấy. Còn các bạn cũng có điều kiện cả, tôi các bạn chỉ đi chọn. Và chết là tình nghĩa bước lăng cai. Và lên cư của lăng cai không phải yêu cầu các bạn là ủng hộ về cơ sở vật chất kinh phí đâu. Mà chúng ta đều là tình vui chơi phải đóng góp cả, tôi biết là hàng năm và tổ chức được gặp mặt thế này hết sức là ý nghĩa. Chính là cảm ơn chúng tôi hết sức là trân trọng, hết sức là cảm động, rất là cảm động. Hy vọng là cảm ơn các bạn anh chị hôm trước để hòa có đi trao đổi nói là thứ bảy này đêm nay tất nhiên là chúng gặp mặt lớp. Tâm lệ lướt cả trang đời lướt mọi vinh hoa, sông đáy năm nào nước trong thanh, cầu bao phủ lý vực dập dành, máy bay gầm rú đêm quần quài, ngựa đàn đã thành một bức tranh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.